Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của Cá Cảnh nhé. Đây có một cây quạt đảo. Cây quạt đảo trần nha các bạn. Hiện tại thì mình thấy cái quạt này là nó bị đứt dây điện này. Cái này là nối tới cái hộp điều chỉnh tốc độ của quạt nha các bạn. Đây, coi cái quạt này hiện tại này. À, các bạn thấy cái quạt này nó thứ nhất là nó mắc cái cánh này. Đấy. Thứ hai là cái quạt các bạn thấy khá là cũ rồi. Để mình kiểm tra coi cái quạt này coi nó còn trở kháng không nhé các bạn, xong rồi chúng ta mới tiến hành chúng ta, nếu mà nó còn trở kháng mà nó còn quay được ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay cánh, ráp lồng đồ thêm cho nó. Còn nếu không có còn trở kháng thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sửa thôi. Đây. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình lấy đồng hồ mình đo nhé. Đây các bạn, mình sẽ dùng cái đồng hồ. Các bạn bật về thang đo ôm nhé. Đây. Rồi. Giờ mình sẽ lấy cái sợi dây nguồn điện vào này. Đây các bạn, mình sẽ đo. Nếu mà nó còn lên trở kháng thì cái quạt còn ok, là chúng ta ghim điện có thể quay. Đây 278 ohm. Đây các bạn, 278 ohm. Rồi ok. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình ghim điện thử ngay các bạn. Đây sẵn đây mình thay, sẽ thay dây cho nó luôn. Đây này, mình chuẩn bị thêm một cái sợi dây của một cái quạt. Đây. Đây các bạn. Các bạn cắt bỏ cái sợi dây màu đỏ đỏ này đi. Đây mình sẽ cắt bỏ một khúc dây để cho nó ra cái sợi dây mới đó các bạn. Đây quạt các bạn thấy khá là đẹp không nè, ấy lộn, khá là kịch cộm chứ cái quạt nó khá là xấu rồi, cũ rồi, nhưng mà mình nhìn thấy gì mình mới biết là cái quạt này nó bền cái nào các bạn thấy không. Những quạt đảo trần này nó cực kỳ bền các bạn. Quạt này theo mình biết là nó là hiệu Harley. Để hồi mình kiếm một cái lồng quạt hiệu Harley để mình gắn vô cho nó. Cánh các bạn cũng phải gắn cánh của quạt đảo trần nha các bạn. Để hồi mình sẽ lấy cái cánh mình gắn cho nó luôn. Nếu mà cái quạt này nó chạy. Đây các bạn, trước khi gắn dây thì các bạn cũng phải đo coi cái sợi dây này coi nó thông không, chứ không phải các bạn sợi dây đứt mà các bạn đem vô các bạn thay rồi. Đây các bạn sẽ bật về thang đo thông mạch này. Đấy các bạn bật về thang đo thông mạch nhé. Rồi chúng ta một đầu chúng ta chập vào sợi dây, còn một đầu chúng ta đây. Đó. Các bạn thấy nó kêu tít tít là ok, nhưng mà đầu còn lại thì chúng ta chặt vào sợi dây còn lại. Rồi chúng ta đó, nó kêu tít tít là ok. Rồi. Là sợi dây này mạch đã thông. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nối dây thôi. Đây các bạn nối vào nhé. Nối dây vào. Rồi dùng băng keo cách điện.
xong rồi mình sẽ ghim điện thử nha các bạn, coi nó quay không nhé. Đó các bạn thấy cái quạt nó còn quay các bạn thấy không? Đó. Quay đảo ok. Rồi ngon. Ngút điện nha các bạn. Nó có cái hộp chiếc áp nó điều chỉnh lớn nhỏ. Và đây thì mình sẽ tiến hành mình dùng một cái cánh. Đây. Đây các bạn, mình sẽ dùng một cái cánh của cái quạt đảo. Mình sẽ thay cho nó. Đó. Đây là một cái cánh. Thì mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ lau cho sạch sẽ cánh này. Cánh này là cánh quạt đảo nha các bạn. Quạt đảo trần. Đó, các bạn sẽ thay cánh quạt đảo cho nó, chứ không phải các bạn muốn thay cánh nào còn thay đấy. Lau hay hai mặt luôn. Thường quạt đảo các bạn có thể sử dụng cái lồng sau thôi, khỏi sử dụng cái lồng trước cũng được. Ở đây được mình sẽ kiếm. Quá ngon các bạn ơi. Mình sẽ kiếm cái lồng trước để mình thay cho nó. Rồi, ngon. Đây. Đây có một cái lồng trước của cái quạt Harley. Nó hợp với cái quạt này đi. Không biết gắn vừa không thôi các bạn. Đây mình sẽ gắn vào. Đây là có một cái lồng của quạt Harley. À, làm như vừa đúng không các bạn. Hên. Đây hay không bằng hên nè. Vừa luôn. Wow, quá ngon các bạn ơi. Nói chung là cái lồng trước nó cũng cũ cũ, cái màu nó cũng ngà ngà giống cái quạt này ha. Đấy. Ồ, đẹp quá. Rồi, giờ mình sẽ ghim điện bắt thử lại nha. Wow, quá ngon luôn các bạn ơi. Này là quạt quá ngon luôn. Wow, cực kỳ mạnh luôn. Đây các bạn thấy không? Các bạn xem các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha các bạn. Đấy, thì hôm nay mình cái quạt đảo này thì nó có kêu để mình rút điện thì mình nói cho các bạn dễ nghe. Đây cái quạt đảo này nó có các cái vấn đề như thế này. Thì cái sợi dây điện của nó đến cái hộp điều chỉnh tốc độ. Này là nó mất tiêu cái hộp điều chỉnh tốc độ rồi. Mình sẽ gắn cho nó cái cục dây. Cái thứ hai là cái quạt này nó mất cánh, mất khóa cánh luôn nha các bạn. Mất cái lồng này luôn. Thì mình nói chung là các bạn biết là các clip trước các bạn thấy mình vệ sinh cánh rồi đó. Là có cái cánh này nè. Cũng hên là có một cái cánh quạt đảo này. Đó, rồi thêm cái lồng, mấy cái lồng này thì cũng còn vài cái. Lựa cái mà nó tiệp tiệp màu dưới này. Gắn vào. Đó các bạn thấy không, cực kỳ êm. Giờ là quạt quá ngon luôn nha các bạn. Đấy. Rồi các bạn xem các bạn, nếu mà các bạn thấy hay nha các bạn. Rồi nhớ bấm like. Đăng ký kênh và đừng quên comment bên dưới. Đó, quá êm. Các bạn thấy cái quạt mấy cái quạt cũ này nè, là các bạn thấy cái độ cũ của nó gì là các bạn biết là cái quạt này nó bền cỡ nào luôn. Quá ngon luôn các bạn thấy không. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ cả cảnh trong thời gian qua. Rồi quá im luôn các bạn thấy không. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem kênh, theo dõi kênh. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cá cảnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.